Bây giờ thì có lẽ là sẽ hỏi Hiếu một, về một cái ca khúc mà từ trước giờ mình đi hát mà Hiếu thích nhất, và nếu có thể được thì nó liên quan đến cái chuyện là tình mẫu tử cũng được. À, nếu có liên quan tới tình mẫu tử thì cái bài, một cái bài mà Hiếu rất là vui khi mà cái bài hát Hiếu hát về cái bài đó, Hiếu tặng cho mẹ của Hiếu thì được sự đón nhận rất nhiều từ các bạn trẻ. Bởi vì sao, những cái bài hát tình yêu á, mà đón nhận nhiều á, thì Hiếu thấy nó bình thường, nhưng mà những cái bài hát mà có ý nghĩa về cuộc sống, có ý nghĩa về dành cho cha mẹ, hoặc là ý nghĩa về cuộc đời á, thì Hiếu là cảm thấy rất là vui, bởi vì mình có những cái bài hát đó chia sẻ cho mọi người. Thì cái bài Hiếu được yêu thích là bài Nơi Ấy Con Tìm Về. Nơi Ấy Con Tìm Đó, Về, một ca khúc Nơi Ấy Con. cũng được rất là nhiều người quan tâm Đúng rồi. nhiều năm trở lại đây. Bây Đúng giờ thì anh có thể hát tặng mọi người rồi. một đoạn trong cái ca khúc này được không? Ok. Vậy vậy có cần ba lô với cái nón không? Bài đó là có ba lô với cái Có nón mượn không? nó anh ạ. Dạ. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi. Tình yêu bao la Tháng ngày dòng nhằn trong đời của người, đường tương lai nhiều chông gai, và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi ấy một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. này quá đỉnh luôn này. Không hiểu sao em hát là quên lời. Bình Em hát thường bài này hát thường xuyên, không hiểu sao em nhưng lại mà quên hình như lời. là Hiếu dồn cảm xúc vô cái đoạn này rất là nhiều. Không phải là như là mình lâu lâu mình hát mà không có nhạc thì mình lo mình sẽ quên đấy, Người ta lại gọi là hát trai. nó đâu khi trí nhớ mình Đúng rồi, rồi chứ nhớ mỗi con mình ăn nhớ chay thì mình theo phải hơi nhạc. nhạt một Không chút phải em không lâu lâu, sao. em cũng bị não cá vàng tí, lâu lâu quên quên tự nhiên, lâu lâu em đi hát cái bài em đi hát là hàng ngày, mà hát mỗi ngày, mà tự nhiên ngày hôm đó là không biết sao thì em hát không được, em tới cái đoạn đó em quên. Ví dụ như em đi hát là hay hát cái bài Cầu Ấm Xuân, ngày nào cũng đi hát, Tết mà gần Tết ngày nào cũng đi hát rồi không cảm xúc, ngày nào cũng đi hát mà tự nhiên lâu lâu có đoạn ủa sao tự nhiên không nhớ ta, nên nó chỉ xuống khán giả các bạn.